Về già, muốn tránh cảnh cô đơn hiu quạnh, hãy nhớ chừa lại bốn đường lui này cho mình. Quý vị thân mến, tục ngữ có câu, trẻ cậy cha, già cậy con, thể hiện đạo lý truyền thống bao đời nay của người Việt Nam. Theo đó, khi con còn nhỏ, cha mẹ là người dạy dỗ, nuôi nấng. Khi cha mẹ già, sẽ sống chung với con cái để con tiện việc chăm sóc. Xã hội hiện đại có nhiều thay đổi về quan niệm sống do tác động của văn hóa ngoại nhập, do tính chất công việc của người trẻ luôn bận rộn. Đạo lý truyền thống này liệu có còn được đón nhận một cách thoải mái hay chỉ là sự ràng buộc trách nhiệm? Khi con còn thơ bé, được sự yêu thương bao bọc của cha mẹ hy sinh vô điều kiện và dành những thứ tốt đẹp nhất cho con cái. Nhưng khi con cái trưởng thành, có cuộc sống riêng, sẽ không ít trường hợp con cái thấy bố mẹ già đôi khi phiền cuộc sống của mình. Điều này không hẳn nói lên rằng người con bất hiếu, mà chỉ là hai thế hệ cùng sống dưới một mái nhà có những khác biệt về suy nghĩ, nề nếp sinh hoạt. Dù ở nông thôn hay thành thị, khi trưởng thành, mỗi người sẽ có những công việc riêng, đều tận tâm làm việc để vun vén cho gia đình, nên không có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ. Đặc biệt, những trường hợp con cái sống tại thành phố mà bố mẹ vẫn ở quê thì việc trực tiếp chăm sóc cho bố mẹ thường xuyên dường như là điều không thể, trong khi bố mẹ lại luôn động viên con cái phải phấn đấu để thành công. Thế nhưng không phải lúc nào con cái cũng có thể làm chỗ dựa khi bố mẹ già. Vẫn không ít người trốn tránh trách nhiệm của phận làm con. Cuối cùng cha mẹ già chỉ có thể dựa vào ba điều dưới đây. Đừng bao giờ nghĩ mình phải để lại tất cả những gì đã kiếm được cho con cháu. Chớ nên lo lắng về những điều sẽ xảy ra với các con mình. Cũng đừng lo sợ bản thân bị đánh giá thế nào. Bởi khi đã trở về với cát bụi rồi, bạn sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời khen tiếng chê nào nữa. Vậy phải làm sao đây? Xin hãy chuẩn bị sẵn cho mình 5 con đường rút lui sau để có thể tận hưởng tuổi già bình an, hạnh phúc. Thứ nhất là tài sản. Ai ơi, tiền bạc phù du. Sống không nên mãi đánh đu đồng tiền. Cha dạy con chớ có quên, nghèo thì cho sạch, mới bền chặt lâu. Đừng thấy mấy kẻ sang giàu dễ mua hạnh phúc được đâu mà thèm. Sống mà mỗi lúc về đêm phải lo nghe ngáy ấm êm. Nỗi gì? Ở đời, cục đất ném đi, cục chỉ ném lại, có gì dài lâu. Nghèo hèn hay rất sang giàu, khi chết, của có được đâu theo mình. Sống phải có nghĩa, có tình. Nghèo mà hạnh phúc, lòng mình thảnh thơi. Số phận của mỗi con người, ông trời thì đã định rồi. Chớ than phú quý hay bị cơ hàn, là do kiếp trước ở ăn thế nào. Chia tài sản nhưng vẫn mang tiếng ăn bám là câu chuyện đầy xót xa của những người làm cha làm mẹ ở đời, khiến không ít người con phải hổ thẹn. Tôi năm nay đã 68 tuổi, có cháu nội, cháu ngoại đề huề. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình đến mục tâm sự của quý báo. Ngày xưa, tôi làm nhà nước nhưng vì đồng lương không đủ nên xin nghỉ ra ngoài làm lụng, buôn bán để nuôi con. Hai vợ chồng tích góp nhiều năm cũng mua được một ngôi nhà rộng rãi, nuôi các con ăn học thành tài. Năm nào, gia đình tôi cũng được nhận giấy khen gia đình văn hóa của địa phương. Từ ngày các con lập gia đình riêng, tôi chưa bao giờ có ý định sống cùng. Tuy tôi sinh ở thế hệ trước nhưng tư tưởng vẫn rất văn minh, tiến bộ. Phần nhiều, tôi cũng ngại chuyện va chạm mẹ chồng, nàng dâu ảnh hưởng đến không khí gia đình. Nên khi con dâu hay con gái sinh cháu thì tôi đến ấm bồng, chăm sóc vài tháng rồi lại về nhà mình. Tôi thấy cuộc sống riêng như vậy khá thoải mái. Hai vợ chồng già chăm sóc lẫn nhau, thỉnh thoảng thì đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Cách đây 2 năm, chồng tôi mất. Khi ông ấy qua đời, các con động viên tôi sang nhà ở cùng. Chúng sợ tôi một mình tủi thân rồi nghĩ quẩn, già ốm không ai chăm sóc. Tôi cứ lưỡng lự mãi chưa đồng ý thì con trai gặp chuyện làm ăn, nợ người ta số tiền lớn. Vợ chồng cũng vì thế mà sáu đục liên miên vì tiền bạc. Thời điểm đó, khu nhà tôi đang giải phóng mặt bằng để làm đường. Nhà tôi từ trong ngõ thành nhà mặt phố, giá trị cũng vì thế mà tăng lên vùn vụt. Tôi được người ta đến hỏi mua nhà nên đồng ý luôn. Số tiền bán căn nhà được 10 tỷ, tôi đem chia tài sản. Tôi cho mỗi đứa 4 tỷ, còn giữ lại 2 tỷ gửi tiết kiệm để dưỡng già. Sau đó, tôi chuyển về sống cùng con trai cả. Thời gian đầu, mọi chuyện sinh hoạt, tình cảm mẹ con vẫn rất tốt đẹp, không khí trong nhà cũng đầm ấm, yên vui. Nhưng dần, mối quan hệ ngày một xấu đi. Con trai tôi nợ nần 4 tỷ đủ trả ngân hàng, nhưng nợ lãi bên ngoài vẫn còn hơn 2 tỷ. Con dâu thấy vậy ngọt nhạt hỏi vay nốt số tiền mà tôi gửi tiết kiệm, hẹn 2 năm sẽ trả đủ.
Số tiền ấy tôi vốn dành để lúc già yếu ốm đau, không phải nhờ các con nên tôi cũng khá lưỡng lự. Những ngày hỏi vay tiền, mẹ con dâu tôi tỏ ra rất có hiếu, chăm sóc mẹ tận tình. Bữa cơm nào cũng bưng lên phòng, cũng có đồ ăn ngon, hoa quả tươm tất. Khi tôi đồng ý cho vay, nhưng chỉ cho vay một nửa, con dâu cũng tỏ thái độ ra mặt, trách tôi chắc lép. Tôi buồn vì lời lẽ của con dâu, nên tâm sự với con trai cả. Tôi thật không ngờ, con trai chẳng động viên mẹ một câu, mà còn quay ra mắng, bà chắc làm gì quá đáng mới để vợ con nói như thế. Giờ bà than thở chỉ làm con thêm mệt, công việc của con đã bế tắc lắm rồi. Tôi thấy con trai bênh vợ, thế là im lặng luôn, ôm nỗi buồn một mình. Con gái lại ở xa, bận rộn với ba đứa con nên tôi cũng chẳng muốn làm nó phải suy nghĩ. Lúc này, sổ tiết kiệm của tôi còn hơn 1 tỷ. Tôi thấy cuộc sống với con cái nhiều lúc bí bách, không thoải mái nên định tìm viện dưỡng lão nào tốt để ở, gửi tấm thân những năm tháng cuối đời. Qua một người quen, tôi tìm được viện dưỡng lão đúng ý mình. Thế là tôi họp gia đình, bàn bạc với các con mình thì chúng phản đối. Các con cho rằng tôi làm bẽ mặt chúng, nó họ hàng mà biết thì kiểu gì cũng bảo chúng bất hiếu. Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu ngày một tồi tệ. Những va chạm hàng ngày phát sinh khiến hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Tôi buồn bực trong lòng, tự mua đồ về nấu ăn riêng. Tình hình nợ nần của con trai cũng ngày càng bi đát. Chủ nợ đến nhà réo gọi suốt ngày. Con trai cũng vì thế mà bơ phờ, bỏ ăn uống, chỉ hút thuốc suốt ngày. Tôi xót con, thế là rút sạch số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm trả hết nợ cho con. Nhờ đó, con trai tôi bớt áp lực, có thời gian vực dậy chuyện làm ăn. Con lo cho tôi ăn uống, nhưng những khoản ma chay, đám hỏi, tham gia hoạt động với câu lạc bộ người cao tuổi lại không có. Tôi bảo con, mẹ có 2 tỷ, trước cho con vay 1 tỷ, còn 1 tỷ gần đây mẹ trả nợ cho con thì xem như mẹ cho. Giờ mỗi tháng con đưa vài triệu cho mẹ tiêu vì mẹ không có lương hưu. Ấy vậy mà chẳng ngờ, con trai tôi quát lên, bà già rồi, có việc gì mà cần tiêu tiền. Ở nhà chỉ việc ăn với ngủ mà còn sách nhiễu bà đang phụ thuộc. Vợ chồng con thì đừng đòi hỏi 1 tỷ bà cho vay bao giờ. Có con trả tôi nghe con nói mà điếng người. Từ người có tiền, có tài sản. Vì thương con tôi đem chia tài sản nhưng vẫn mang tiếng ăn bám. Tôi nghĩ mà thấy cay đắng cho bản thân mình quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Nếu quý vị có phương pháp hay cách giải quyết nào phù hợp thì hãy để lại comment xuống bên dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với sách nói minh triết nhé quý vị ạ. Cuộc sống luôn tuân theo một quy luật, có càng nhiều lại cảm thấy càng ít. Đừng kiếm quá nhiều tiền, cũng đừng kiếm quá ít. Có quá ít tiền sẽ khiến bạn căng thẳng và bất an. Có quá nhiều tiền sẽ khiến bạn phải suy nghĩ cách sử dụng và quản lý tài sản, và cũng phải lo lắng người ngoài nhòm ngó đến. Ở tuổi trung niên, bạn phải dùng tiền trong mọi việc. Không có tiền sẽ khiến cuộc sống mệt mỏi, nhiều tiền sẽ đem lại áp lực lớn. Thế nên tiền bạc hãy đủ tiêu và dư ra một khoản tiết kiệm nhỏ là hạnh phúc. Việc này rất quan trọng, chớ đem hết tiền cho con cháu, bởi nếu xảy ra bất trắc gì thì sẵn tiền để xử lý, có việc cần dùng đến tự mình lấy ra không phải ngửa tay xin con cháu. Quãng đời còn lại càng ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi cũ kỹ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay lượn, có tiền ra ngoài đáng tiêu thì tiêu đi. Du lịch một chuyến, mua bộ quần áo đẹp, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao. Đó mới là ý nghĩa của tuổi già. Khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấy được đã không cô phụ bao năm tháng đã qua. Con cái và tài sản, bài học cho những ai đang hùng hục kiếm tiền vì để dành cho con cái. Ta vẫn biết đồng tiền hai mặt, một đời người góp nhặt đếm đong. Đồng tiền nhơ nhớp sạch trong chỉ là cốt ở tấm lòng mình thôi. Cuộc sống lắm miếng mồi danh lợi nên lòng người vời vợi tính toán. Lương tâm nhiều lúc chẳng còn, đồng tiền quá lớn sói mòn nghĩa nhân. Ai cũng biết tiền cần để sống nhưng cũng đừng ảo vọng hơn thua. Giàu tiền chưa hẳn là vua, giàu nhân giàu nghĩa chẳng mua bằng tiền. Người xưa nói đồng tiền khúc ruột, có nhiều người lệ thuộc lên cơn vì tiền. Tính được tính hơn, mất tình mất nghĩa mất trơn. Tâm mình một kiếp sống phù sinh giả tạm, sống công bằng tình cảm yêu thương, tiền nhiều từ thiện cúng dường, việc làm ý nghĩa tấm gương tuyệt vời, tiền có lắm giúp đời thêm đẹp, để đồng tiền như phép hồi sinh bao người đói khổ bệnh tình cùng nhau san sẻ niềm tin dâng đầy.
đồng tiền cũng có hay có dở, cốt lòng mình ăn ở ra sao, đồng tiền có tội chi nào, chỉ là tờ giấy đổi trao hàng ngày. Nhiều bậc cha mẹ mải kiếm tiền mong sau này con cái có một cuộc sống tốt đẹp sung túc. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tôi có một người bạn thân, trong một lần ông ấy uống rượu say đã nói với tôi rằng ông có tin hay không, tôi đã gửi tiền vào ngân hàng đến đời cháu của tôi cũng tiêu không hết. Tôi đáp lại, tôi tin. Nhưng người già vẫn hay nói rằng, con cháu tự có phúc của con cháu, ông không cần phải giữ của cải cho con cháu như vậy đâu. Nghe tôi nói vậy, ông ấy đã cười lớn và nói, cái gì gọi là phúc chứ, tôi quá nửa đời người mới thoát được nghèo đói. Nếu không để lại của cải cho con cháu thì e rằng con cháu của tôi sẽ nghèo. Tôi chính là để lại tiền cho con cháu để chúng không phải giống như tôi trong đời này. Lời nói của bạn tôi quả là thật lòng. Tôi thấy quanh chúng ta thì có rất nhiều người cùng suy nghĩ như vậy. Khi có 10 đồng thì họ sẽ để lại cho con cháu 5 đồng. Chúng ta vẫn luôn nghĩ việc dành dụm tiền cho con cháu có thể giúp cho cuộc sống của chúng sau này được tốt hơn. Tuy nhiên, có một câu nói của Lâm Tắc Tử, một vị quan nổi tiếng thời nhà Thanh, đã làm tôi tỉnh ngộ, con cái nếu giỏi hơn ta thì cần tiền để làm gì? Người hiền đức mà giàu có thì tự nhiên sẽ suy hao chí khí. Nếu con cháu không bằng được ta thì cũng chẳng để lại tiền bạc làm gì. Người ngu muội mà giàu có thì càng trở nên ngu muội. Câu nói này khá thẳng thắn nhưng vô cùng sâu sắc và đúng đắn. Con cháu nếu như hơn hẳn ta như vậy thì không cần phải để lại tiền bạc của cải cho chúng. Nếu chúng là người hiền tài thì để lại nhiều của cải chỉ làm cho chúng tiêu hao ý chí phấn đấu. Còn nếu con cháu là hạng bình thường, như vậy ta cũng không cần thiết phải dành dụm của cải cho chúng. Chúng vốn đã ngu muội, mà ta để lại nhiều tiền bạc cho chúng thì chỉ khiến chúng càng thêm ngu muội mà thôi. Xã hội hiện nay có thể lĩnh hội bài học này từ Lâm Tắc Tử thì chẳng được mấy người. Có một định luật nổi tiếng của ngành tâm lý học đó là định luật không đáng. Nghĩa là việc không đáng để làm thì cũng không nên cố làm cho tốt. Bạn hãy thử nghĩ xem, khi đã có một núi vàng, tại sao mỗi ngày đầm đìa mồ hôi đi đáy cát tìm vàng làm gì nữa? Thế nhưng, nếu như mang tâm lý không đáng đó mà đi học tập và làm việc thì có thể cuộc sống có phần tẻ nhạt. Các tỷ phú nước ngoài có thể dùng hầu hết gia tài của đời mình đi làm từ thiện. Tuy nhiên, không phải ai trong số chúng ta cũng hiểu lý do vì sao họ làm như vậy. Chẳng hạn, tỷ phú Warren Buffett đã dành 99% tài sản của mình cho từ thiện. Đồng nghiệp của tôi từng hỏi, chẳng lẽ con cháu của ông ấy không giận ông ấy sao? Tôi nghĩ cô bạn đồng nghiệp chắc chắn là chưa nghe đến chuyện giữa Buffett và cậu con trai nhỏ của mình, Peter Buffett. Một ngày trước khi chuyển tới Milwaukee, Peter Buffett đã tới tìm cha để vay tiền. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cậu vay tiền của cha và cậu đã bị từ chối. Peter đã rất giận dữ, sau đó đã tìm đến ngân hàng để vay tiền. Peter sau đó nhận ra rằng trong thời gian trả nợ ngân hàng, cậu đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống và công việc. Sau này nghĩ lại, cậu thấy rằng quan điểm của cha cậu là rất đúng đắn. Là cha mẹ, nếu thật sự thương yêu con của mình thì trong phương diện tài chính nên chặt chẽ một chút, bởi tiền bạc vốn là con dao hai lưỡi, nó có thể làm tổn thương con bạn. Cha mẹ là người đưa những đứa con mình tới với thế giới này nên cần phải hết sức coi trọng sự trưởng thành và chín chắn của chúng, cần phải tạo cho chúng sự mạnh mẽ, và cha mẹ cần nhớ, hãy để con của mình biết rằng cuộc sống là có cả mồ hôi và nước mắt. Đôi khi con bị chảy máu, phải dãi nắng dầm mưa mà không có bố mẹ người thân cầm ô che chở. Hãy để chúng biết tự mình phấn đấu mới là tốt nhất, vinh quang nhất. Hãy để những đứa con của bạn biết rằng chính bản thân chúng mới tạo được những chiếc thìa vàng để thưởng thức tám canh cuộc sống với rất nhiều hương vị hấp dẫn. Thứ hai, đó là người bạn đời. Khi tuổi già ập đến, con người sẽ rất dễ có cảm giác cô đơn nếu chỉ sống một mình, dù không nói ra. Nhưng đến lúc đêm khuya mưa gió trở trời, nỗi cay đắng mới hiện ra rõ nét. Con cái trưởng thành lập gia đình, sinh con cái có cuộc sống riêng của chúng. Hơn nữa, các con cũng phải nỗ lực làm việc để cải thiện cuộc sống. Để con cái vì phải chăm sóc bạn mà gánh chịu áp lực nặng nề cũng đâu phải điều bạn muốn. Vì thế, con người khi về già không gì tốt hơn là có người bạn đời bên cạnh. Ít nhất khi cô đơn còn có một bờ vai để dựa vào, khi buồn chán còn có người trò chuyện cùng. Sống vui vẻ hơn một chút. Dù con cái có lòng hiếu thảo đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Cho nên, vì hạnh phúc của mình, cũng để không làm phiền đến con cái, khi về già chỉ có thể dựa vào người bạn đời cùng chia sẻ buồn vui, chăm sóc lẫn nhau. Đó chính là người chung gối, là bạn đời. Có tuổi rồi, có bạn đời bầu bạn mới là phúc.
Về già là lúc mà mỗi người đều mong có người bầu bạn. Việc có đôi có lứa ở tuổi xế chiều, cùng trải qua một cuộc sống êm đềm, bình dị thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Không may mất đi bạn đời ở tuổi này, con người mới cảm nhận thấy rõ nhất sự cô đơn. Không còn người bầu bạn, không có người cảm giảm, không có người để lo lắng, quan tâm, cuộc sống trở nên cô độc biết nhường nào. Dân gian thường nói, con cháu đầy nhà cười ha hả, chẳng bằng một người bạn già bên thân. Hay như câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Đây không phải thứ tình cảm oanh liệt, hoành tráng gì, chỉ là cùng trò chuyện bình thản, nhẹ nhàng. Đó mới khiến trái tim xúc động nhất. Có một người yêu thương, chia sẻ mọi buồn vui của cuộc sống đã là một điều hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời và hạnh phúc hơn rất nhiều khi tìm được một người để nắm tay đi đến trọn đời. Có người cho rằng, đồng hành là lời tỏ tình lãng mạn nhất. Bạn đời là người ở bên cạnh bạn lâu nhất. Dù bạn không muốn, thì đến một ngày cha mẹ cũng sẽ rời ra. Còn cái lớn lên có sự nghiệp, gia đình riêng cũng sẽ rời đi. Suy cho cùng, chỉ có bạn đời là người luôn ở bên san sẻ, đồng hành với bạn trong hành trình cuộc đời. Sau tuổi 50, chớp mắt là đã đến cái tuổi nghỉ hưu để an dưỡng. Ở độ tuổi này, bạn phải hết sức trân trọng duyên phận vợ chồng. Nếu lúc này mà ly hôn, thì những ngày tháng sau này bạn phải chấp nhận sống cô độc một mình. Bệnh tật không ai chăm sóc, nỗi lòng không biết bày tỏ cùng ai. Bạn phải biết ơn người bạn đời của mình, người cùng bạn bước qua thời thanh xuân tươi đẹp, cùng bạn trải qua những năm tháng khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp. Cho dù đối phương hay cằn nhằn và có nhiều tật xấu, nhưng chính những điều đó mới là tình cảm chân thật, đáng trân quý. Thứ ba là sức khỏe. Ở đời, quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Bởi vì con người còn sống là còn có hy vọng, có sức khỏe mới có khả năng làm mọi chuyện. Nếu chỉ có tiền bạc, địa vị mà không có một cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Khi về già, bạn càng phải quý trọng sức khỏe hơn. Tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi. Con cái hiếu thuận thì có thể ở bên chăm sóc bạn. Nhưng ngộ nhỡ gặp phải con cái bất hiếu, hoặc có lòng nhưng không có sức, bận rộn quá nhiều việc, thì bạn phải làm sao đây? Chưa kể, không có sức khỏe, không có khả năng lao động, hay chí ít là khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Có người gánh, bạn cũng chẳng sống vui vẻ được, nữa là không có ai gánh. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường phung phí sức khỏe của mình. Vì còn trẻ, nên ta thường cho mình đặc quyền thức cả ngày lẫn đêm, ăn uống một cách tùy tiện, sống không theo khoa học. Điều này làm cho sức khỏe bị suy kiệt, cơ thể bị thoái hóa nhanh chóng. Để rồi khi bước sang tuổi trung niên, bệnh tật bắt đầu xuất hiện ồ ạt. Lúc này, dù có tiền ta cũng không thể mua lại được sức khỏe của những ngày tuổi trẻ. Đã bao giờ bạn nhìn thấy một ai đó ngoài 50 tuổi và thầm nghĩ mình cũng muốn trông giống như thế khi ở tuổi đó? Nguyên nhân phổ biến kéo theo hầu hết các loại bệnh tật chính là lười vận động, không tập luyện thể dục thể thao. Nếu không tích cực vận động và duy trì lối sống lành mạnh, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng dung mạo, tinh thần cũng như sức khỏe của bản thân suy giảm dần theo thời gian. Vì thế, khi còn trẻ, bạn nên chú ý đến việc tập luyện thường xuyên để tránh nguy cơ tiềm ẩn bệnh khi bước sang giai đoạn cao tuổi. Chỉ cần 10 phút tập thể dục mỗi ngày cũng giúp não bộ giải phóng thêm nhiều endorphin, kích thích tâm trạng vui vẻ, sảng khoái và cải thiện chất lượng sống. Tuổi già muốn có hạnh phúc, có sức khỏe để tận hưởng niềm vui bên con cháu, thì khi còn trẻ hãy cố gắng chăm sóc tốt cho sức khỏe của chính mình. Hãy nuôi dưỡng thói quen sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Bạn sẽ luôn được khang khái lúc về già. Điều này quan trọng nhất, bất kể có tiền hay không. Khi có một thân thể mạnh khỏe thì đã có những năm tuổi già hạnh phúc. Có thân thể mạnh khỏe sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu. Có thân thể mạnh khỏe sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện. Có thân thể mạnh khỏe thì bản thân mới có niềm vui. Thế nên, bất kể lúc nào, có thân thể mạnh khỏe mới là con đường lui tốt đẹp nhất đời người. Khi bạn có tuổi, càng cần chú ý. Cái gì cũng của người khác, chỉ thân thể mới là của mình. Đó là cái mình phải đem đi. Vì vậy, bước vào tuổi xế chiều, bạn phải đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe. Để khỏe mạnh, thì trong cuộc sống hàng ngày cần phải tăng cường tập thể dục. Ngoài ra, cần vui vẻ, lạc quan, cười nói nhiều hơn, tránh xa năng lượng tiêu cực, ít giận dỗi, không quản những việc vặt. Có vậy mới mong khỏe mạnh, sống lâu được. Cần xem nhẹ tất cả, tâm tính lại rồi thì bệnh tật sẽ tránh xa. Thứ tư là chính mình. Quý vị thân mến,
trên con đường nhân sinh đầy gian nan thử thách sẽ chẳng có ai nguyện đi cùng bạn mãi mãi. Vì thế, hãy dựa vào chính mình. Đời này vui hay buồn chỉ có bản thân mới cảm nhận rõ ràng nhất. Vui buồn, ấm lạnh, lúc chia ly và đoàn tụ cũng chỉ mình biết. Trên hành trình phía trước, bạn nên chuẩn bị cho mình một chiếc ô để che mưa che gió. Dựa dẫm khiến bạn dễ thất bại trước nghịch cảnh. Con người ai cũng cần làm việc chăm chỉ để có thể làm chủ vận mệnh. Bạn là người nắm chắc cuộc đời mình. Không ai có thể giúp bạn viết thay kịch bản cuộc đời. Không ai đi cùng bạn mãi mãi. Do đó, đừng trông đợi vào người khác, hãy dựa vào chính mình. Chuyện kể rằng, có một sinh viên thực tập của công ty, học lực giỏi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, hình thức bề ngoài trông rất thông minh. Điều bất ngờ đó là cậu sinh viên này lại không vượt qua được kỳ thực tập. Lý do bị sa thải được ghi là thái độ làm việc không tích cực, tính chủ động trong công việc kém cỏi. Đọc những dòng nhận xét, trang thực tập sinh cảm thấy rất buồn và nghĩ rằng bản thân không có điểm nào sai, mà là công ty không biết nhìn người tài. Anh ta vô cùng tức giận. Vì thế, trước khi rời công ty, anh đến gặp ông chủ để nói lý lẽ và chỉ trích người quản lý vì đối đãi với anh không tốt. Chàng thực tập sinh nói thế này: là một người sếp là có nghĩa vụ giúp cấp dưới trưởng thành. Khi nhân viên đối diện với khó khăn, tại sao sếp không cảm thấy xót thương mà ra tay giúp đỡ? Tại sao không hiểu được cấp dưới đã nỗ lực như thế nào? Quả thực đời này sẽ không ai trả giá cho tương lai của bạn. Chỉ có mình bạn quyết định việc sẽ leo lên hoặc vùi sâu trong vũng bùn lầy thất bại. Đây chính là thực tế cuộc sống bạn buộc phải nhận ra. Chẳng ai dạy bạn, chẳng ai có thể để cho bạn dựa dẫm suốt đời. Có thể tạo nên kỳ tích hay không phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Trồng tốt cây ngô đồng thì phượng hoàng sẽ tìm đến. Nếu bản thân không có giá trị gì, chỉ muốn dựa dẫm vào người khác, thì bạn nhất định sẽ gặp thất bại. Bạn cần biết cách tự cứu mình trước khi người khác cứu. Con người sống trên đời không thể thiếu các mối quan hệ. Gặp được quý nhân, chúng ta sẽ được giúp đỡ. Gặp phải mưa gió, phẩm chất của chúng ta mới được định hình. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, không ai đồng hành bên ta cả đời. Trong suốt cuộc đời này, người đưa đò duy nhất chính là tự thân mỗi người. Có một câu chuyện như sau: một người vừa chạy đến dưới mái hiên tránh mưa, anh ta lại gặp một hòa thượng mở ô đi dưới trời mưa. Người này nói: nghe nói hòa thượng luôn cứu giúp chúng sinh, hôm nay ngài dẫn ta đi một đoạn được không? Hòa thượng đáp: ta ở trong mưa, thí chủ ở dưới mái hiên mà dưới mái hiên không bị ướt, thí chủ không cần ta giúp. Nghe hòa thượng nói vậy, người này ngay lập tức bước ra khỏi mái hiên, đứng trong mưa. Người này nói: bây giờ tôi cũng đang đứng dưới mưa, ngài có thể giúp tôi không? Hòa thượng đáp: thí chủ đang ở trong mưa, tôi cũng ở trong mưa. Tôi không bị ướt bởi vì có ô che. Thí chủ bị ướt bởi vì không mang theo ô. Do đó, không phải là tôi có khả năng tránh ướt mà chiếc ô đã giúp đỡ tôi. Thí chủ muốn không bị ướt xin đừng tìm tôi, hãy tìm chiếc ô của riêng mình. Câu chuyện trên ẩn chứa đạo lý sâu sắc. Ở đời, khi mưa gió đến, thay vì xua đuổi bằng cách dựa vào núi cao hay người khác, bạn nên tận dụng cơ hội này để tăng cường bản lĩnh cho chính mình. Có như vậy, bạn mới có thể thong dong bước đi trong mưa gió. Muốn cứu mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào người khác đều không tránh khỏi thất bại. Dựa vào chính mình mới là lựa chọn của người khôn ngoan. Chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn trên hành trình cuộc đời phía trước. Hãy coi khó khăn thử thách là động lực giúp chúng ta vươn lên trên mỗi bước đường đời. Nếu bạn dựa vào người khác, đem hy vọng cuộc sống phó thác lên thân người khác, sẽ chỉ khiến cuộc sống của bạn luôn trong tình trạng bị động. Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy dễ chịu thoải mái với cách sống này. Tuy nhiên trên đường đời dài đằng đẵng, thiếu vắng đi sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ bước đi một cách vô cùng khó khăn vất vả. Steve từng có câu nói nổi tiếng: mọi món quà của số phận đều có giá của nó. Trong những tình huống cần phải dựa vào chính bản thân để vượt qua, bạn lại chọn lựa cách trốn tránh. Điều đó khiến trong tương lai bạn sẽ dễ dàng chấp nhận thất bại khi phải đối diện với thử thách của cuộc đời. Khi đối diện với sự cạnh tranh tàn khốc, bạn chỉ có thể chọn lùi bước và dần trở thành người bị loại bỏ. Muốn bản thân vững vàng trước những khó khăn của cuộc sống, cách duy nhất chính là đối mặt với nó. Cần phải dựa vào năng lực của chính mình để đạt được điều bản thân mong muốn. Có như vậy, khi muốn đi đâu đó, bạn mới có thể bước đi bằng đôi chân của mình. Dẫu cho con đường phía trước đầy chông gai, nhưng chỉ cần bạn có trái tim can đảm và có trách nhiệm với bản thân, bạn mới có thể vươn lên một cách mạnh mẽ.
Không dựa dẫm vào người khác cũng chính là cơ hội bạn thể hiện và khám phá năng lực của mình. Từ đó, bạn biết rõ điều gì là quan trọng nhất, cũng như biết mong muốn của bản thân. Người mạnh mẽ thực sự khi đối diện với khó khăn, họ sẽ cố gắng hết sức dựa vào bản thân để giải quyết vấn đề này thay vì nhờ vào người khác. Khi khó khăn đến, họ biết rằng không có con đường tắt. Dù ở thời điểm nào, điều đáng quý nhất của con người chỉ có thể là chính mình. Hy vọng mỗi chúng ta đều nỗ lực mỗi ngày, không sợ khó khăn thử thách, dũng cảm tiến về phía trước bằng chính sức lực của bản thân. Trên đường đời gian nan thử thách, phải nhớ rằng chính mình mới là điểm tựa vững chắc nhất. Không ai nguyện đi cùng ta đời đời kiếp kiếp. Dù là hỉ nộ ái ố có được bày tỏ ra ngoài thế nào, chỉ có bản thân ta mới cảm nhận được sự chân thực nhất. Người xưa có câu, nhân sinh tại thế rằng chỉ có chính mình mới là điểm tựa vững chắc nhất trên đường đời đầy ắp gian nan thử thách. Không ai là chỗ dựa vững chắc cho ta ngoài chính ta. Ta là kẻ nắm giữ vận mệnh của đời mình, là tác giả của cuộc đời mình. Không thể nhờ ai khác mà viết thay kịch bản cuộc đời được. Sẽ không ai ngoài ta trả giá cho tương lai của mình. Chính từ ý thức hành động của mình mà ta sẽ quyết định được rằng mình sẽ vươn lên hay lún sâu trong bùn lầy thất bại. Trên đường không có gì gọi là kỳ tích, không có gì gọi là màu nhiệm. Chỉ trừ chính bản thân ta là điểm tựa để vươn lên. Nghịch cảnh là chốn sung thân để ta dựa dẫm suốt đời. Trồng cây ngô đồng tốt thì phượng hoàng tự khắc tìm đến. Bản thân ta không có giá trị gì, chỉ biết ỷ lại, đổ tội cho người khác thì chắc chắn sẽ tự chuốc lấy thất bại. Nhờ phước báu của ta ở kiếp trước mà kiếp này ta có cơ may được gặp quý nhân, được phù trợ giúp đỡ. Thế nhưng, không có bữa tiệc nào là không tàn, cũng không ai đồng hành bên ta suốt cả đời. Dựa vào chính mình mới không thất bại. Trong suốt cuộc đời mình, ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách. Nhưng chính những vất vả đó lại là động lực giúp ta vươn lên. Ta không thể mãi nương tựa vào người khác, đem khát vọng đời người ký thác lên kẻ khác. Làm vậy ta tự đặt mình vào thế bị động, luôn chờ đợi người khác giúp. Thoạt nhìn tưởng dễ dàng thoải mái, nhưng hóa ra tự làm khổ mình lâu dài. Nhà văn nổi tiếng người Áo Stephen S. có câu rằng, mọi món quà của số phận đều có giá của nó. Những khó khăn thử thách tuy sẽ khiến ta chật vật vất vả, vượt qua, nhưng nó cũng chính là món quà đặc biệt của cuộc sống dành tặng cho ta. Thay vì dựa vào chính mình để vượt qua khó khăn gian khổ, ta lại tìm cách trốn tránh, mãi nương tựa vào người khác. Nếu như vậy, ta càng dễ bị đánh gục bởi những sóng gió cuộc đời. Khi đối diện với sự cạnh tranh tàn khốc, thì không có ý chí đương đầu mà chỉ biết chùn chân lùi bước. Hãy dựa vào năng lực của chính mình để đạt được ước vọng, tự bước đi bằng đôi chân của mình trên đường đời. Con đường phía trước có thể nhiều chông gai, nhưng một trái tim mạnh mẽ và ý chí sắt đá sẽ giúp ta vươn lên mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh. Nơi thân cây nhiều vẩy đóng là nơi cứng nhất, chỗ da nào có sẹo cũng là nơi cứng rắn nhất. Trên đường chẳng có một đường tắt nào hay một phép lạ nào tồn tại, chỉ có chính ta và ý chí được trau dồi, mải bén qua những gian nan thử thách. Đừng sợ hãi, đừng ngại khó, đừng tự phong bế khả năng của mình, mà hãy tự vươn lên, dũng cảm tiến về phía trước. Quý vị thân mến, trên đường không gì sánh bằng tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái. Người hiếu thảo với mẹ cha, ông trời ắt để dành phúc phận. Khi chúng ta trưởng thành, kết hôn, sinh ra con cái và làm cha mẹ, chúng ta mới thấu hiểu hết những nỗi vất vả, những lo toan của mẹ cha. Năm tháng trôi qua, giữa những bộn bề của cuộc sống, những người con mới nhận ra rằng cha mẹ già đi, sức khỏe yếu hơn và hiểu công ơn dưỡng dục của cha mẹ lớn đến nhường nào. Chẳng có loại ân huệ nào trên thế gian có thể sánh bằng sự nuôi dưỡng của mẹ cha. Không có tình yêu nào trên thế giới này lớn hơn tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ luôn yêu thương và hy sinh hết mình cho con, dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất. Thậm chí dù cha mẹ có phải vất vả, chịu khổ vẫn muốn con được điều kiện tốt nhất có thể, không thua kém bạn bè đồng trang lứa. Đáp lại công ơn trời biển của đấng sinh thành, phận làm con hãy một lần thử nghĩ xem liệu ta đã làm được gì cho cha mẹ. Đôi khi con cái vô tâm, nghĩ rằng cha mẹ chưa già vì họ thấy cha mẹ vẫn còn sức khỏe. Khi trưởng thành, bản thân có thể tự nuôi mình, mải mê công việc mà quên báo đáp công ơn cha mẹ. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải hối hận. Cha mẹ không cần chúng ta báo hiếu bằng tiền bạc, mà chỉ đơn giản cần sự yêu thương, quan tâm từ con cái. Có thể đó chỉ là một câu nói, một lời hỏi thăm sức khỏe. Vậy mà con cái có bao nhiêu người đã làm được điều này? Khi đã làm cha mẹ và nuôi dạy con cái,
bạn sẽ hiểu cha mẹ đã từng hy sinh vì con, nuôi dạy mình như thế nào trước đây. Hãy nghĩ xem bạn đã dành bao lâu để trò chuyện với cha mẹ. Đã bao lâu rồi bạn không cùng cha mẹ ngồi ăn bữa cơm gia đình sum vầy. Năm tháng trôi qua, vạn vật có thể thay đổi. Duy chỉ có tình yêu của cha mẹ là vĩnh cửu. Đời người vô thường, chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, rồi cũng đến ngày cha mẹ rời xa chúng ta. Vì thế, khi cha mẹ còn ở bên cạnh, hãy thể hiện sự hiếu thảo, báo đáp công ơn bao ngày cha mẹ nuôi nấng ta nên người. Khi cha mẹ già đi, cuộc sống sẽ ngày càng bất tiện. Hãy giúp cha mẹ mặc quần áo, đắp chăn bông, rửa chân, đưa cha mẹ đi dạo. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng kiếm được nhiều tiền sẽ giúp cha mẹ mình có một cuộc sống tuổi già an nhàn và vui vẻ. Điều mà cha mẹ cần ở con cái lại không phải những thứ đó đâu. Về vật chất cao sang, điều cha mẹ cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Cuộc sống của mỗi chúng ta có nhiều điều phải lo lắng, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Trong khi thời gian mỗi ngày chỉ có 24 giờ, đôi khi ta cảm thấy mọi việc đã chiếm hết thời gian của bản thân. Hãy nhớ rằng cha mẹ luôn trân trọng từng giây phút khi được ở cạnh bạn. Với họ, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Thử ước tính thế này, nếu cha mẹ có thể sống được 35 năm nữa, trung bình mỗi năm bạn sẽ về nhà 2 lần, mỗi lần 7 ngày. Nếu trừ đi thời gian ăn ngủ và giải trí, bạn sẽ thấy rằng thực tế bạn chỉ có thể dành 72 giờ cho cha mẹ, chỉ có hơn 2.000 giờ trong 35 năm, tức là khoảng 3 tháng. Cha mẹ đã vất vả để chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ bạn, nhưng rốt cuộc bạn chỉ có 3 tháng để trả ơn cho họ. Ngay từ hôm nay, hãy dành cho cha mẹ những sự quan tâm dù chỉ nhỏ nhặt. Hãy tận hưởng mỗi ngày bên cha mẹ. Nếu bạn không bận, hãy trở về nhà. Nếu bạn không thể về nhà, hãy gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của cha mẹ. Nếu những người con trên thế gian này đều có lòng hiếu thảo, thì tất cả các bậc cha mẹ đều được bình an và hạnh phúc. Lòng hiếu thảo với cha mẹ là cái gốc để làm người lương thiện. Nên nhớ, con cái của chúng ta sẽ nhìn vào cách cha mẹ mình đối xử với ông bà để rồi sau này chúng sẽ đối xử với chúng ta đúng như vậy. Vì thế, hãy noi gương cho con cái, làm tròn chữ hiếu với đấng sinh thành. Thời gian là có hạn, đừng lãng phí cho những chuyện vô bổ mà chiếm đi khoảng thời gian phụng dưỡng cha mẹ. Đừng nghĩ rằng khi nào thành công mới báo hiếu cha mẹ, bởi đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Đừng để phải hối hận vì đã không quan tâm đến cha mẹ bạn nhé. Phận con cái đừng mãi cung phụng người ngoài mà quên đối xử tốt với bố mẹ. Quý vị thân mến, khi bố mẹ còn ở bên chúng ta, hãy quan tâm và đối xử tốt với họ. Đừng đợi kiếp sau mới báo hiếu, cũng đừng đợi bố mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm dỗ. Trong cuộc đời này, chỉ có cha mẹ là thương yêu bạn vô điều kiện, còn những người khác thì phải có điều kiện mới tốt với bạn. Vì thế, đừng bao giờ vô tâm với bố mẹ, người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Đời người phải lấy chữ hiếu làm nền tảng đạo đức, sống phải biết trước biết sau, lúc nào cũng yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ. Có những người mải mê kiếm tiền, đối xử tử tế với người trong thiên hạ nhưng lại khắt khe, ít thể hiện tình cảm với người thân của mình, đặc biệt là cha mẹ. Bố mẹ rồi sẽ già đi theo năm tháng. Điều mà họ mong chờ không phải là tiền bạc con gửi về mỗi tháng, cũng không phải những món quà đắt tiền con cái biếu tặng. Điều mà bậc cha mẹ nào cũng mong mỏi chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình khi con cháu sum vầy trò chuyện. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ. Không về dịp này, ta nghĩ rằng có dịp khác, ta dành thời gian cho công việc mà vô tâm với bố mẹ, thậm chí còn ít gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ ra sao. Nhưng cuộc đời này đâu ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Tốc độ già đi của bố mẹ tuân theo quy luật của tự nhiên, ta chẳng thể nào can thiệp được. Phận làm con cái, việc khiến bố mẹ hạnh phúc, không cô đơn khi về già nhất định phải làm được. Khi tuổi già đến, mọi hành động của bố mẹ sẽ dần trở nên chậm chạp hơn. Con cái chớ nên oán trách, bực dọc với sự vụng về của bố mẹ. Rồi sẽ có lúc trí nhớ của bố mẹ không còn được minh mẫn như xưa, lúc nhớ lúc quên. Khi ăn cơm, có thể đồ ăn rơi vãi khắp nhà. Là con cái, hãy biết yêu thương và thấu hiểu cho bố mẹ, đừng oán trách, cũng đừng nóng nảy. Hãy nhớ, khi xưa ta bé, chính bố mẹ là người chăm sóc và nuôi dưỡng, lo cho ta từng bữa ăn, dạy ta xúc cơm, cầm thìa cầm đũa. Bố mẹ kiên trì dạy ta những bước đi đầu đời vô cùng vụng về và chậm chạp. Vì thế, khi bố mẹ già, hãy dùng tình yêu thương và sự kiên trì ở bên bố mẹ. Sẽ có một ngày,
bạn nhận ra căn bếp thân yêu mẹ dọn không còn sạch như trước, những món ăn mẹ nấu không còn sạch sẽ cầu kỳ nữa, nồi niêu xoong chảo không còn sáng bóng nữa. Đến ngày nào đó, bạn nhận ra tủ quần áo bị phủ đầy bụi hoa và cây cảnh của bố đang dần bị bỏ rơi. Các món ăn mẹ nấu dường như quá mặn, bố mẹ thường quên tắt đèn. Một ngày nào đó, bạn thấy rằng cha mẹ không ăn được trái cây giòn và rau xanh nữa. Nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ thích ăn rau nấu như một chút, nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ thích ăn cháo, nếu một ngày bạn thấy rằng những hành động và phản ứng của họ chậm hơn, rồi bạn nhìn thấy khi ăn cơm cha mẹ ho không ngừng, đừng lầm tưởng rằng họ đang bị cảm mạo hay bị ho thông thường. Nếu một ngày bạn thấy họ không còn thích ra ngoài thì bạn hãy nhớ rằng bạn buộc phải chấp nhận cha mẹ của mình đã già. Họ thực sự đã đến lúc cần sự quan tâm chăm sóc của con cái rồi. Nếu công việc quá bận rộn không thể ở nhà lo cho bố mẹ, hãy tìm một người nào đó để chăm sóc cho họ. Hãy thường xuyên quan tâm đến bố mẹ để họ không cảm thấy bị bỏ rơi. Phải có duyên mới được làm con kế của bố mẹ ở kiếp này. Hãy quan tâm và đối xử tốt với bố mẹ. Đừng đợi kiếp sau mới báo hiếu, cũng đừng đợi bố mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm dỗ. Theo đạo Phật, chữ hiếu chính là kim chỉ nam soi đường cho những đứa con lầm lỗi tìm nơi quay về, nơi gia đình có cha mẹ bao dung yêu thương. Có một gia đình nọ có người mẹ tuổi đã cao, vì lớn tuổi nên chân tay lóng ngóng, cơm ăn chậm chạp và thường rơi vãi tứ tung ra bên ngoài. Người con dâu và anh con trai lấy đó làm điều khó chịu, đối xử vô cùng tệ bạc với cha mẹ. Thường mỗi bữa ăn, cho bà ngồi riêng một góc nhà, lấy những phần thức ăn xương sầu phần mẹ. Người mẹ nhìn thấy vậy, đắng cay vô cùng nhưng vì tuổi cao sức yếu, chỉ biết nương nhờ con cái nên mỗi ngày chỉ biết nuốt lệ mà chan cơm. Cặp vợ chồng đó có sinh được một cậu con trai. Cậu con trai ngày nào cũng chứng kiến cảnh cha mẹ hắt hủi bà nội, trong khi đó bản thân cậu lại được cha mẹ nuông chiều hết mực. Trong một lần ăn cơm, khi mẹ cậu gắt gỏng vì bà nội định gắp miếng ngon, đã dùng đũa hất chén cơm của bà, đồng thời quát, bà già rồi ăn chim mấy thứ đó, để con trẻ ăn mà lớn chứ. Cú hất đó khiến cho bát cơm của bà cụ rơi xuống. Cậu con trai thấy vậy hét lớn, mẹ không được làm vỡ bát của nội, bát đó còn để sau này ba mẹ già con dùng cho ba mẹ ăn cơm đấy. Nghe thấy vậy, người mẹ sững sờ. Vậy thì chữ hiếu có nhân quả hay không? Khổng Tử viết trong Hiếu Kinh, hiếu đức chi bổn dã, giáo chi sở do sanh dã, nghĩa là hiếu là cái gốc của đạo đức, từ đó mà phát sanh ra mọi sự giáo hóa. Thân thể, tóc da nhận được từ cha mẹ, không dám hủy hoại. Theo Kinh Đại Tập, hiếu đạo là đôn hậu, gắng giỏi. Theo 24 hiếu, thì đạo hiếu là lửa thiêng đã hun đúc tinh thần gia tộc. Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết, thời suy ra trăm nết đều nên. Như thế, người có hiếu thảo, thương kính cha mẹ thì mới có thiện tâm, tiếp xử tốt với người khác được. Trong đạo Phật, hiếu thảo được nhắc tới là một trong những đức tính tốt đẹp nhất của con người. Người có lòng hiếu thảo chắc chắn cuộc sống an yên, hạnh phúc. Vậy chữ hiếu có nhân quả hay không? Thưa là có. Hành động của chúng ta với cha mẹ mình hôm nay sẽ là tấm gương phản ánh cuộc sống của chúng ta khi về già. Nếu nhân quả kiếp này chưa báo, thì kiếp sau nhất định sẽ nhận. Đời người có hai trọng tội tuyệt đối không được phạm, bất hiếu với cha mẹ và ăn cháo đá bát. Trong muôn ngàn tội, bất hiếu là tội nặng nhất. Thứ nữa là ăn cháo đá bát. Nếu con người phạm hai trọng tội này, thì dù có chết đi cũng sẽ chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng, dày vò đau đớn. Thứ nhất, bất hiếu với cha mẹ. Trên đời này, không một người con bất hiếu nào mà công thành danh toại. Chỉ có những người con biết hiếu thảo mới làm nên sự nghiệp lớn lao. Đó là đạo lý làm người với trái tim hiểu biết. Người xưa đã dạy rằng trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên là phận làm con. Không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu, và trời đất sẽ không dung tha. Từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức gia đình, là nền tảng của xã hội. Và trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Cha mẹ là hai vị Phật sống vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ vất vả mang nặng 9 tháng 10 ngày, trải qua cơn đau thập tử nhất sinh để mang đến cho ta mạng sống. Cha một nắng hai sương, ngày đêm lo nghĩ, hao tổn tâm lực để lo cho ta miếng cơm ngon ngọt. Đức Phật dạy, người con biết hiếu thảo chẳng những đáp đền được công ơn cha mẹ, mà còn tạo được nhiều phước báo cho mình nhờ những việc làm hiếu thảo đối với cha mẹ. Ngài khen ngợi người con hiếu thảo như sau.
Người nào biết hiếu thảo với cha mẹ, người đó xứng đáng được cúng dường, được tôn kính ngang bằng với trời Phạm Thiên, được xem như các bậc đạo sư ở đời. Và Ngài cho biết, thờ cha mẹ đúng pháp, buôn bán đúng thật thà, gia chủ không phóng dật, được sinh tự quang thiên. Ở đây, người con biết tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ đúng pháp, làm ra của cải vật chất bằng điều thiện, bằng nghề nghiệp công việc chân chánh để nuôi dưỡng, chăm lo cho cha mẹ, sống lương thiện, hữu ích để cha mẹ được an tâm, vui lòng. Người con hiếu thảo như thế sau khi chết sẽ được sinh về cõi tự quang thiên. Thứ hai, ăn cháo đá bát. Ăn cháo đá bát là câu thành ngữ phê phán những kẻ vong ơn bạc nghĩa với những người đã từng giúp mình vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Nhưng khi người giúp mình gặp khó khăn, những kẻ đó lại ngoảnh mặt đi, thậm chí còn hãm hại ân nhân của mình. Những kẻ đó đã phản với lời răn dạy uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Từ ngàn xưa, truyền thống biết ơn đã ăn sâu vào máu thịt của người dân nước ta. Đó là truyền thống tốt đẹp cần được gìn giữ và ngày càng phát huy hơn nữa. Thế nhưng, nhiều người lại quên đi điều đó. Họ vì cái lợi trước mắt mà quên đi những người đã giúp và cứu mang mình. Nếu hại người có tội một, thì phản chắc hại người phải mang tội cấp 10 lần. Ai đời lại đi cắn ngược lại những người đã từng giúp mình chứ? Bởi có câu cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán là không sai. Những kẻ ăn cháo đá bát mãi mãi không hiểu được giá trị của lòng biết ơn. Có lẽ họ chỉ biết ngồi đó nhận lấy ân huệ và ích kỷ, dành mọi lợi ích cho bản thân mình. Bởi mới nói, giúp đỡ người khác là tốt nhưng nếu lỡ giúp nhầm người thì cũng thật là khổ. Những kẻ vong ơn ắt sẽ bị xã hội tẩy chay, nguyền rủa vì trái với nguyên tắc làm người, trái với đạo đức truyền thống của dân tộc ta. Hãy sống thật tốt, sống đúng với lương tâm và đạo lý nếu muốn nhận một cái kết viên mãn. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình thật hiền lành, mà sao cuộc sống cứ tràn ngập bất hạnh, thì cũng đừng nản lòng. Chưa đi đến hết đời làm sao biết được là đời bạc.